Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng scenario trong Excel, tạm dịch là các kịch bản trong Excel. Chúng ta đi vào ví dụ 1. Thông tin chi tiết về sản phẩm, giá bán một sản phẩm là 500. Chi phí sản xuất một sản phẩm là 200 số lượng sản phẩm là 50. Ở đây chúng ta có công thức doanh thu bằng giá bán nhân số lượng bằng giá bán nhân cho số lượng. Enter. Chi phí thì bằng chi phí một sản phẩm nhân số lượng bằng chi phí một sản phẩm nhân cho số lượng. Lợi nhuận thì bằng doanh thu trừ cho chi phí. Lợi nhuận bằng doanh thu trừ chi phí. Còn các phương án sau, phương án 1, giá bán thay đổi, bên này là 500, hiện tại là 500, bây giờ phương án 1 là thay đổi thành 550. Chi phí sản xuất là 250 và số lượng là 100. Phương án 2, giá bán là 600, chi phí là 300 và số lượng là 120. Yêu cầu Tìm lợi nhuận theo từng phương án dùng scenario. Rồi, vậy chúng ta sẽ vào data, chọn What if analysis và scenario manager. Và các bạn sẽ thêm cả phương án vào, nhấn nút Add. Sena Rio phương 1. Các cái ô chúng ta thay đổi. Đó thứ nhất là giá bán sản phẩm, phẩy chi phí giá bán, chi phí và số lượng giá bán, chi phí và số lượng. phẩy số lượng. Các bạn lưu ý là một số máy là chấm phẩy nhé các bạn. Nhấn OK. và các bạn điền các giá trị của phương án 1 vào B2, B2 hiện tại là 500, các bạn sẽ đổi thành 550. Đây B2 đây là 500. Đây, giờ mình sẽ đổi thành 550. B3, B3 hiện tại là 200. Các bạn sẽ đổi thành 250. và số lượng là 100. Đây là phương án 1. Nhấn ok, nhấn f các bạn hãy vào để thêm phương án 2 luôn. Rồi, phương án 2. Thì các ô chúng ta sẽ thay đổi đó là B2, B3 và B4. Nhấn ok. B2 Giờ phương án 2 mình thay đổi thành giá bán là 600. Chi phí sản xuất là 300. Và số lượng là 120. Rồi, thêm hai phương án vào xong, nhấn OK. Đưa hai phương án vào xong, các bạn nhấn Summary. Vô kết quả các bạn muốn đó là ô lợi nhuận. Chọn ô lợi nhuận B7 nhận OK. Rồi, về đây chúng ta đã có kết quả. Giá trị hiện tại là 500, 200 và 50. Tức là đây ba cái này. Giá bán là 500, chi phí là 200 và số lượng sản phẩm là 50 thì mình sẽ có được lợi nhuận là 15 thì đây là phương án hiện tại phương án 1 mình thay đổi giá bán 550 chi phí 250 và số lượng 100 thì lợi nhuận của mình đạt được sẽ là 30.000 phương án 2 giá bán là 60 600 chi phí là 300 và số lượng 120 thì mình sẽ đạt được 36.000 lợi nhuận. Vậy đây, chính là cái này. Đấy. Và ô B7 chính là ô lợi nhuận. Chúng ta qua ví dụ 2. Ví dụ 2. Có giá bán, có chi phí và có lượng sản phẩm doanh thu bằng giá bán nhân cho số lượng. Giá bán nhân số lượng. Chi phí bằng chi phí một sản phẩm nhân cho số lượng. Lợi nhuận thì bằng doanh thu trừ cho chi phí. xong chúng ta vào data chọn what if analysis scenario manager add cả cái kịch bản vào phương án 1 các ô chúng ta thay đổi giá trị đó là giá bán chi phí và số lượng giá bán là ô b 2 phẩy chi phí là ô b 3 phẩy Số lượng là OB4. OK. Nhập các cái giá trị của phương án mổ. 550. Chi phí là 250. Và số lượng là 100. 550, 250 và số lượng 100. Nhấn Add vào. Phương án 2 cùng thay đổi cả cái ô B2, B3 và B4, tức là giá bán, chi phí và số lượng. Ok. Phương án 2, giá bán 600, chi phí sản xuất 300 và số lượng 120. Nhấn OK. Đưa cả hai phương án vào rồi, các bạn nhấn Summary. Nhưng bây giờ là tìm là doanh thu chi phí và lợi nhuận nên các bạn phải chọn cả 3 ô này. Chọn cả 3 ô doanh thu chi phí và lợi nhuận. Nhấn OK. Kết quả mình mong muốn. ha Rồi B2, B3, B4 chính là là giá bán số lượng. Copy cái này qua cho nó dễ nhìn. Còn bên 5B67. Bên 5B67 chính là doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Vậy, với cái kịch bản bắt đầu là giá bán 500, chi phí 200, số lượng 50 thì doanh thu sẽ là 25.000, chi phí là 10.000 và lợi nhuận là 15.000 phương án 1 kết quả sẽ như thế này phương án 2 kết quả sẽ như thế này chúng ta qua ví dụ 3 tổng doanh thu số lượng nhân nhà bán số lượng nhân cho giá bán một sản phẩm tổng chi phí bằng chi phí khác cộng do số lượng nhân do chi phí của một sản phẩm. Tổng lợi nhuận bằng tổng doanh thu trừ cho tổng chi phí. Rồi, và chúng ta thực hiện hai phương án vào data what if analysis scenario manager add cả phương án vào phương án một sẽ thay đổi giá bán chi phí và số lượng phương án một các ô thay đổi đó là giá bán là 1. phẩy chi phí phẩy số lượng sản phẩm. Ok. Giá trị của phương án 1 đó là giá bán là 600. Chi phí một sản phẩm là 230. Và số lượng là 100. Em vào phương án 2 phương án 2 gõ vào và cũng thay đổi là B3, B4 và B5 giá bán, chi phí và số lượng giá bán, chi phí và số lượng ok giá trị chúng ta muốn thay đổi kịch bản 2 giá bán là 450 chi phí là 190 số lượng là 150 Ok. Đưa cả hai phương án vào xong nhấn summary. Và kết quả chúng ta mong muốn đó là doanh thu, chi phí và lợi nhuận chọn cả 3 ô này. Nhấn ok. B3 B4 B5. B3, B4, B5 chính là giá bán, chi phí và số lượng. B6, B7, B8 chính là doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Thì với giá trị ban đầu 500, 200 và 50 thì doanh thu là 25, chi phí là À, 11 ngàn và lợi nhuận là 14 ngàn. Với phương án 2 thì chúng ta được doanh thu chi phí và lợi nhuận. Với phương án 1, với phương án 2 được doanh thu chi phí và lợi nhuận. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh và xem những clip tiếp theo nhé các bạn chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn